Quán cà phê này thì các bạn ngồi góc nào cũng có thể chill được nha. Đây, ở góc này thì nhìn ra con dốc, phía này thì nhìn ra thung lũng, hơi sáng ha. Đây nhìn ra thung lũng nè, đồi núi. Hello các bạn, nhà mình đang có mặt ở tại Dami. Ở đây có một quán cà phê khá là đẹp nha. Cà phê Đồi Sim. Đi theo ba nè, gấu ơi. Quán cà phê này có cái view khá là chất lượng nha các bạn. Rồi nhìn nè. Wow, dưới kia có mic to chưa kìa. Wow, view thung lũng nha. Thung lũng với đồi núi. Quá là đẹp luôn. Quá chất. Quán cà phê này nằm trên đoạn đường từ La Dạ lên tới xã Đa Mi. Quán tên là Cà Phê Đồi Sim. Rất đó, trời ơi. Wow. Đó đi vệ sinh đi. Đó đi vệ sinh trước đi. Đứng xa xa ra nha, rớt xuống một cái là không xong rồi đó. Đấy, khúc này là vẫn còn trên cái đèo lên xã Nam Mi nha các bạn. Đây, xã Nam Mi là các bạn đi hướng này. Đó, còn hướng xuống đèo này là đi về La Dạ. View quá chất lượng luôn. Như là quán này cũng chưa hoàn thành hết 100% nè. Đó, còn đất trống khá là nhiều. Vẫn còn đang làm nha các bạn. Đó, đường này đường đi xuống nè. Cũng hơi nguy hiểm. Đó, các bạn ghé con đi sát vô em. Rớt xuống dưới á. Nguy hiểm quá. Đi sát vào nha, đừng đi gần cái khúc ngồi. Nó trượt chân té là mệt lắm á. Đi từ đâu gấu, không có chạy. Không có chạy, không có chạy. Đi từ thôi. Thôi đang chân sợ, con đi sợ. Đây, quán cà phê. Chiều. Ở đây có mấy chòi nè. Dưới đây có tặng nữa nè. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây. Ngồi đây ngắm đồi núi, ngắm thung lũng khá là chill luôn. Đi lên kia ngồi đi. Ủa sao ba đi xuống đó vậy? Thôi, đang nguy hiểm con. Đi dưới đây, đi. Không đứng sát nữa đó, đi theo ba, qua đây. Qua đây. Qua đây ba, ba quay phim như này. Qua đây, đi qua đây ba quay phim này. Coi này. Phim có đẹp không nè. Đấy. Cậu ơi. Nhanh lên.
từ thôi, nước nó té đó. Đây đây đây, ở chỗ này có giỏng mà con. Anh đây, ở đây đi. Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, có giỏng nè, ai mệt thì nằm xuống. Có mệt thì nằm lên giỏng. Quán này mở lâu chưa bé? Hơn 2 năm. Dạ, okay. Đi. Có đi, có đi có. Ủa. Nhìn ba nữa. Đây, view quá là chất lượng luôn. Quán này là đã mở được 2 năm rồi nha các bạn. Hình như là vẫn còn đang làm thêm nhiều hạng mục khác nữa. Đây, chỗ này khá là rộng. Đây, ở phía dưới thung lũng này cũng có một số ít nhà dân. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đó, vẫn có một số ít nhà dân ở dưới thung lũng này nè. Rồi cái này trên mà lọt xuống thôi rồi. Chủ, cho anh hỏi cái chủ quán là người ở đây luôn hay là người ở đâu? Người Kiên Giang. Wow. Quá dữ. Mình mới hỏi là chủ quán là người Kiên Giang các bạn, chắc là còn trẻ nên có những ý tưởng rất là táo bạo nên mới xây dựng được cái khu đẹp như cà phê đẹp như thế này. Đấy. Ở quán cà phê này thì các bạn ngồi góc nào cũng có thể chill được nha. Đấy. Ở góc này thì nhìn ra con dốc. Phía này thì nhìn ra thung lũng. Sáng ha. Đây nhìn ra thung lũng nè. Đồi núi. Các bạn nào mà có đi lên hướng mà Bảo Lộc nè, Tammy, các bạn có thể ghé quán này để mà chụp hình check-in sống ảo, khá là đẹp nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.